Dạ rồi, thì xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì trưa nay thì cũng lang thang thì cũng đọc báo thì cũng bất ngờ cũng gặp được thông tin là ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng. Thì, thông tin này thì cũng cái Giang cũng rất là buồn, bởi là Phi Nhung là cũng một cái thần tượng của mình từ lúc mà mình còn khá nhỏ. Rồi cũng hồi đó là cũng từ đâu năm cấp 2 cơ. Cấp 2, hồi cấp 2 thì Giang cũng hay nghe những cái bài hát như mà là Chờ Người này, Nỗi Buồn Châu Pha này. Và sau này là có khá nhiều cái tiết mục hài mà diễn chung với Kim Tử Long rồi đó, Vợ Thằng Đậu rồi đó, cũng rất là hài hước. Mà đặc biệt là những cái bài mà tân cổ mà Phi Nhung với mình Quỳnh là nghe là tuyệt vời luôn quý vị. Rồi, bây giờ Giang dẫn lại cái nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ nhé. Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng trưa nay tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian để chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11:57 trưa nay, bệnh viện Chợ Rẫy là xác nhận với báo Tuổi Trẻ Online. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán là bị biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm theo cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo và lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, gần 40 ngày kiên cường chiến đấu, Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8 nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không ngày nay. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp tình thương cho người vô gia cư. Từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8, ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần, đó là những lời mà ekip của Phi Nhung vừa viết trong thông cáo cuối cùng về sức khỏe của cô. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quảng gánh lo đi, chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình tình nguyện giúp người giúp đời. Phi Nhung luôn khẳng định hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn tiếp tục làm. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai, lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt. 20 năm, một hành trình dài, đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thử nghiệm ngôi sao Phi Nhung về trời, và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Và cuối cái bài báo thì cũng có giải thích rõ cái hội chứng cơn bão cytokine là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phủ tạng. Trước đó, bệnh nhân phi công người Anh từng mắc Covid-19, điều trị tại hai bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng mắc hội chứng bão cytokine. Bệnh nhân này được đánh giá là nặng nhất Việt Nam lúc bấy giờ, năm 2020. Phổi đông đặc hơn 90%, sống phụ thuộc hệ thống ECMO, tuần hoàn oxy ngoài cơ thể. Nam phi công Anh phải trải qua 115 ngày điều trị và may mắn hồi sinh nhờ vào sự nỗ lực của cả hệ thống y tế Việt Nam. Tuy nhiên, dù cũng được điều trị ECMO và với sự hết sức nỗ lực của các y bác sĩ, nhưng Phi Nhung không vượt qua được cơn bão này. Cô ra đi ở tuổi 51. Cũng khá là buồn. Nói đến là ca sĩ Phi Nhung thì ngày xưa thì thế hệ mà các cô mình là hâm mộ ca sĩ Phi Nhung dữ lắm, và tới cái thế hệ của mình thì cũng rất là mê tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung. Những cái bài hát mà đi sâu vào cái ký ức của mình đó là bài Chờ Người nè, bài Nỗi Lòng Châu Pha này, và rất là nhiều bài khác. Rồi sau này là có những cái bài bản mà tân cổ mà song ca với mình Quỳnh đó. Phải nói là tuyệt vời luôn. Và cũng có những cái vở diễn hài mà diễn chung với Kim Tử Long đó, cả Hoài Linh luôn, Kim Tử Long với Hoài Linh luôn. Mình mắc cười nhất là cái vở hài mà vợ thằng Đậu đó, rất là vui. Và từ nay thì sẽ không thấy ca sĩ Phi Nhung đứng trên sân khấu được nữa rồi. Cũng thành thật gửi là chưa buồn tới ca sĩ Phi Nhung và gia đình của Phi Nhung nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.